lai ạ. Và quý vị ơi, liên tục chương trình chúng ta sẽ đến với tiết mục dự thi độc tấu piano qua phần trình diễn của thí sinh Võ Khánh Thi. Khánh Thi trưởng thành rất nhiều so với những năm thi trước. Lúc học thì có một tật xấu là hay khóc nhè. Nhưng mà giờ đây thì trình độ cũng như kỹ thuật của Khánh Thi đã được nâng lên rất nhiều. Chắc chắn rằng hôm nay bố mẹ sẽ rất tự hào vì Thi trình diễn ở đây một cách tự tin và chuyên nghiệp. Một tràng pháo tay dành cho Võ Khánh Thi với Maman Diamo. Thank you.